tại các bạn, mình tên là Tử My, hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất ngành Marketing and Sales tại trường GMIT. Trước khi bắt đầu video, mình muốn nói lời cảm ơn tới hai người đặc biệt là thầy John Joe và cô chủ nhà homestay của mình, cô Mona. I want to say thank you to you, John Joe, for having supporting and helping me so far. If it hadn't been for your help, I think I wouldn't have been sitting here right now. Very, very much appreciated. Thank you so much. And also, thank you, Mona, for having me as a new member of your family. GMIT là viết tắt của Galway Mayo Institute of Technology, học viện công nghệ kỹ thuật. Trường này có tất cả 5 campus, thì đây chính là campus chính của trường, nằm ở ngay tại thành phố Galway. Đây cũng là campus lớn nhất trong tất cả 5 cái, và cũng là campus mà có nhiều du học sinh nhất. Galway cách Dublin khoảng 1-2 tiếng đi xe ô tô. Lý do mà mình chọn trường GMIT là như thế này. Đa số các bạn sinh viên Việt Nam thì sẽ thích tới Dublin, tại vì đó là thủ đô của Ireland. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại không thích học ở Dublin, tại vì nếu là thủ đô thì tất cả mọi chi phí nó sẽ mắc hơn. Với lại là Galway nó còn là thành phố cảng và thành phố của văn hóa du lịch rất là đẹp, và du khách cũng thích đến đây, mà chắc chắn là giá cả sẽ không mắc bằng ở Dublin, cho nên mình đã chọn GMIT là nằm ở Galway. Cái lý do thứ hai là năm ngoái mình có tới một cái hội thảo du học ở Sài Gòn, không biết các bạn nào tới chưa, thì tại đó mình đã gặp quản lý phòng du học sinh trường GMIT ở tại hội thảo đó. Thì sau một lúc tìm hiểu thì mình mới thấy là trường rất là kiểu ưu ái du học sinh và rất là nhiệt tình giúp đỡ. Với lại chương trình học thì cũng phù hợp với nguyện vọng của mình, 4 năm và có học bổng 30%. Chi phí học thì nói chung là cũng không mắc lắm so với những trường lớn khác như là Trinity hay NUIG á. Thì GMIT cái học phí nó rẻ hơn nhiều, có thể nói vậy.